Kính chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách truy cập vào website kế toán Việt Hưng.com để các bạn đăng nhập tham gia khóa học kế toán của kế toán Việt Hưng. Đối với các bạn mà chưa có tài khoản để đăng nhập thì các bạn truy cập vào website kế toán Việt Hưng.com và click vào chữ đăng nhập đăng ký. Các bạn chọn chữ đăng ký. Tuổi chúng ta có thể điền tuổi của các bạn vào, sau đó nhấn tiếp tục. Tên đăng nhập thì thường sẽ là email, tôi ví dụ là kế toán Việt Hưng 1234 gmail com Mật khẩu chúng ta điền vào, thông tin khác các bạn cũng điền email. Để mà tạo được tài khoản này thì chúng ta phải tạo bằng email, chưa được tạo tài khoản lần nào. Xác nhận lại email và họ tên các bạn điền đầy đủ, ví dụ như là Nguyễn Thị Lan, sau đó các bạn chọn tạo tài khoản mới các bạn nhấn tiếp tục để chúng ta xác nhận lúc này ở email của các bạn sẽ được trả về một cái thư xác nhận các bạn mở thư ra và chúng ta click vào link để chúng ta xác nhận từ đó các bạn mới có được tài khoản để chúng ta đăng nhập khi có được tài khoản rồi thì các bạn chọn vào chữ đăng nhập đăng ký và các bạn điền đầy đủ tên và mật khẩu vào để chúng ta đăng nhập và các bạn click vào chữ đăng nhập Đối với bạn nào mà đã đăng ký học tại kế toán Việt Hưng thì sẽ được kế toán Việt Hưng cấp quyền truy cập vào các khóa học thì phần mềm tự động mở ra cho các bạn các khóa học của tôi. Chính là các khóa học mà các bạn tham gia. Các bạn học khóa nào thì chúng ta chọn vào khóa đó. Còn trong trường hợp các bạn chưa là học viên của kế toán Việt Hưng thì các bạn sẽ chỉ xem được các cái khóa học ở trong phần các khóa học chọn kế toán doanh nghiệp. Ở trong đây có rất nhiều các khóa học kế toán. Các bạn muốn tham gia khóa học nào thì các bạn chọn vào khóa học đó và chúng ta mở ra để chúng ta xem. Kế toán Việt Hưng sẽ để miễn phí cho các bạn phần 1 và phần 2. Để xem miễn phí thì các bạn là click vào từng phần để chúng ta xem. Các bạn chọn xem nội dung. Ở dưới mỗi hóa đơn chứng từ thì sẽ có video hướng dẫn. Các bạn chọn chữ video để chúng ta mở video ra để nghe. Tiếp theo, tại trang này tôi sẽ hướng dẫn cho Nếu như dẫn mà cho... các bạn không muốn nghe nữa thì các bạn nhấn dừng và nhấn đóng lại và chúng ta chuyển sang trang khác. Còn đối với ai là học viên của kế toán Việt Hưng rồi thì các bạn vào xem được tất cả các phần ở trong khóa học. Các bạn cũng vào truy cập xem nội dung và xem chứng từ như bình thường. Các bạn cũng mở video ra để chúng ta xem video. Trong trường hợp các bạn không muốn xem nữa thì chúng ta sẽ đóng lại. Đó là cách truy cập vào giáo trình. Trong quá trình mà các bạn đang học hoặc là đang tham khảo về khóa học của Kế toán Việt Hưng, có vấn đề gì cần giải đáp thì các bạn click vào chữ Zalo hoặc là Messenger ở góc cuối bên phải màn hình để các bạn đặt câu hỏi và Kế toán Việt Hưng sẽ hỗ trợ các bạn kịp thời. Muốn quay lại các phần của khóa học thì các bạn lại chọn về kế toán tổng hợp xây dựng xe lắp để chúng ta chuyển sang các phần khác để chúng ta xem. Sau khi mà các bạn xem xong các phần của khóa học hoặc là các bạn đã học xong các phần của khóa học rồi thì các bạn vào phần trắc nghiệm để chúng ta làm bài tập trắc nghiệm, bao gồm có trắc nghiệm về lý thuyết kế toán và kế toán thực tế. Lý thuyết kế toán là đưa ra cho các bạn những cái nghiệp vụ và những cái giả thiết, còn trắc nghiệm của kế toán thực tế là đưa ra cho các bạn những cái tình huống phát sinh thực tế của từng loại hình doanh nghiệp. Các bạn có thể click vào để chúng ta xem. Tôi ví dụ là các bạn vào trắc nghiệm kế toán tổng hợp nhà hàng thì các bạn vào kế toán tổng hợp nhà hàng. Ở trong này có các bài trắc nghiệm thì lúc đó các bạn chọn bài trắc nghiệm 1 và click vào bắt đầu kiểm tra. Các bạn đặt câu hỏi và chúng ta trả lời đúng hoặc sai. Sau khi chọn xong, chúng ta sẽ nộp bài và kết thúc hoàn thành bài kiểm tra. Từ đó, kế toán Việt Hưng sẽ đưa ra cho các bạn câu nào là câu trả lời đúng, câu nào là câu trả lời sai và đưa ra cho các bạn những cái giải pháp đối với từng câu trả lời. Đó là đối với phần trách nhiệm đối với thực hành. Còn phần trách nhiệm đối với lý thuyết kế toán thì ở trong cũng có rất nhiều khóa trách nhiệm về lý thuyết kế toán. Các bạn có thể chọn sinh viên kế toán hoặc kế toán đã đi làm. Tôi ví dụ tôi chọn sinh viên kế toán. Tôi chọn nguyên lý kế toán doanh nghiệp có các đề thi các bạn chọn đề thi mà các bạn muốn làm và click vào bắt đầu kiểm tra. Trong một đề thi này thì nó có rất nhiều, bao gồm đề bài và các cái nghiệp vụ để cho các bạn hạch toán. Từ đó các bạn nhấn vào trang tiếp theo để chúng ta lần lượt làm từng nghiệp vụ một. Các bạn làm nghiệp vụ nào thì chúng ta chọn nghiệp vụ đó và chọn câu trả lời đúng. Chọn xong đầy đủ rồi thì các bạn nhấn trang tiếp nếu như mà đề thi đấy còn nhiều câu hỏi đến câu hỏi cuối cùng rồi thì các bạn click vào hoàn thành bài kiểm tra để chúng ta nộp bài sau đó các bạn nhấn nộp bài và kết thúc đối với câu trả lời nào đúng hay sai hoặc là chưa trả lời phần mềm sẽ thông báo cho các bạn ở trong cái phần kết quả này nếu mà các bạn muốn làm lại câu hỏi thì các bạn chọn vào làm lại câu hỏi còn nếu không thì các bạn nhấn kết thúc và xem đó là phần trắc nghiệm bên kế toán việt hưng thì có rất nhiều các khóa học và rất nhiều các bài trắc nghiệm do đó các bạn tham khảo từng khóa học cũng như là từng loại bài trắc nghiệm để chúng ta làm nếu có vướng mắc hay cần tư vấn hỗ trợ gì thì các bạn liên hệ đến hotline của kế toán Việt Hưng 0988680223 hoặc chúng ta click vào messenger để hỗ trợ kịp thời như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách truy cập vào khóa học của kế toán Việt Hưng.com chúc các bạn thành công